52 năm binh nghiệp. Hồi ký. Tác giả Lê Hoàng Phúc. Giọng đọc Hải Yến. Số 5. Ngày mùng 3 tháng 9 năm 1969, mưa rất to và kéo dài. Đài Tiếng Nói Việt Nam phát đi tin Bác Hồ mất. Tôi và các đồng chí trong cơ quan buồn lặng. Còn các anh bộ đội chủ lực quê ở miền Bắc thì khóc nức nở. Tổn thất quá lớn. Lễ truy điệu Bác được tổ chức ngay tại lán trại một cách trang nghiêm. Sau đó có một đợt chỉnh huấn để củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng và biến đau thương thành hành động với quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Việc đưa đón quân ở cung chặng B2 đến giữa tháng 11 là tạm dừng. Thời điểm này nước rút cạn đồng, lỡ bộ, lỡ nước, không dùng phương tiện xuồng được mà hành quân bộ cũng rất khó khăn. Vì vậy, không đủ thời gian vượt qua kênh Vĩnh Tế vào Bảy Núi trong một đêm. Theo tôi biết, có lẽ dừng đón đưa quân toàn tuyến qua địa bàn An Giang giai đoạn này. Tôi gặp rất nhiều khó khăn trong học đánh máy, phần vì học vấn của tôi quá thấp, phần vì tôi không thích công việc này. Các chú ở tiểu đoàn động viên tôi nên ra quân y tiểu đoàn học cứu thương để sau này làm y tá. Tôi không chịu, với lý do trình độ văn hóa còn thấp mà học sao được. Thế là tôi phải chuyển về văn phòng tỉnh đội cùng một số anh em tuổi nhỏ khác để vừa công tác vừa học phổ cập văn hóa. Tôi không muốn về cơ quan mà muốn ở lại tiểu đoàn chiến đấu. Nhưng rõ ràng là vào thời điểm gian khổ, khó khăn, ác liệt như năm 1969-1970 thì việc giữ lại tiểu đoàn một đứa bé 12 tuổi là không thể được. Quá nguy hiểm cho tôi và là gánh nặng lo lắng cho các chú, các anh. Tập thể văn phòng 2 tiểu đoàn năm 12 phần lớn như cha chú của tôi và đã dạy dỗ tôi mọi điều bổ ích. Tôi rất biết ơn và kính phục các đồng chí. Đứng đầu cơ quan là chú Bảy Xỉu, trợ lý chính trị tiểu đoàn. Nhìn bề ngoài có vẻ chú hơi nghiêm, nhưng chú là một người rất tâm lý, gần gũi và uyên bác, được mọi người trong cơ quan đơn vị nể. Chú có vợ là cô Út Huyền và hai người con gái. Mối tình của chú và cô Út Huyền được các anh các chú kể nhiều, bởi không biết thế nào mà có một lá thư của chú gửi cho cô Út Huyền lộ ra bên ngoài. Và trong đó có đoạn tâm tình rất lãng mạn của chú. Thơ đã dứt nhưng tình còn đầy chan chứa. Nỗi lòng này đau khổ lắm, Út Huyền ơi. Trong kháng chiến, đó là đề tài nóng bỏng lưu truyền trong thời gian dài. Tôi rất đau xót khi chú hy sinh. Lúc chú làm phó ban chính trị tỉnh đội đi đón cô Út Huyền hoạt động trong vùng địch về ở bờ tây sông Hậu, phía dưới chùa Thiếc khoảng 1,5 cây thì bị bọn Khmer Đỏ, Pol Pot bắt và sát hại chú vào năm 1973. Chú Ba Khôi, nhân viên tài vụ của tiểu đoàn, người quê ở Long An, chú hiền, khó và cục tính. Tôi và chú thường ngủ chung một mùng. Chiếc mùng dù trắng của chú khá rộng, 1,5 nóc. Chú nuôi con chồn đèn còn nhỏ. Ban đêm, nó rất nghịch, cứ gặm các ngón chân của tôi rất khó chịu vì nó ngủ chung cùng với chúng tôi. Vậy mà chú Ba Khôi nuôi nó đến năm 1973. Trong một lần sút dây, nó chạy sang đại đội trinh sát tôi ở Lung Lịch, bị vướng vào bụi đế và sợi dây bị xiết cổ chết. Chú Ba Khôi có hai người con gái, sau này lấy hai đồng chí sĩ quan ở tỉnh đội là Đại tá Nguyễn Tin Tấn
và Thượng tá Đào Thanh Tùng. Chú Ba Hồng Vân, quê ở Chợ Mới, vui tính, dễ dãi. Sau giải phóng miền Nam, chuyển về làm bí thư xã ở huyện Chợ Mới. Chú Mười Phấn, nhân viên quân khí tiểu đoàn, hay kể chuyện Tiếu Lâm. Tôi không biết quê chú ở đâu, về sau nghe tin chú mất do bệnh ung thư. Anh Lợi, Lợi Ô, nhân viên quân khí tiểu đoàn, người có nước da rất đen, nên các chú đặt cho anh thêm tên ghép là Lợi Ô, tức đen. Anh rất xuề xòa và việc gì không chịu thường là to tiếng nhưng không cáu gắt. Vào năm 1998, anh làm nghề đập đá ở xã Châu Lăng, huyện Chi Tôn. Gặp lại anh, tôi rất xót xa và thương cho hoàn cảnh khó khăn của anh. Tôi đề nghị được hỗ trợ anh, nhưng với bản chất thật thà, chất phác, anh từ chối và bảo với tôi rằng: "Thấy thằng em mày tiến bộ là tao mừng lắm rồi. Còn anh tà tà làm kiếm ít tiền, có cơm ăn, có tiền mua rượu nhậu là rất hạnh phúc. Của cải khi chết có mang theo được đâu." Lúc ấy tôi là thượng tá, phó chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Anh bị ung thư phổi, mất sau đó vài năm. Anh Tư Đạt Du, trợ lý tác chiến tiểu đoàn 512, quê ở huyện Châu Phú. Anh phóng khoáng, vui tính, thường hay nghe tôi ca hát. Bất cứ thời gian nào hễ rảnh anh gặp tôi là bảo: "Ê, làm vài bài cho đỡ nhớ quê hương mậy." Anh cũng hay kể chuyện cho tôi nghe, từ chuyện chiến đấu đến chuyện quê hương và cả chuyện anh tán gái. Tiếc rằng anh đã hy sinh vào mùa nước nổi năm 1973 ở gò đồn Prestray, đối diện thị trấn Long Bình. Khi bị bọn thám sát đại đội 226 phục kích, cùng hy sinh với anh còn có 8 đồng chí của tiểu đoàn 512. Anh Tư Hạnh của tôi cũng bị thương trong trận này. Anh Vinh, nhân viên chính trị kiêm đánh máy của tiểu đoàn, quê ở Chợ Mới. Con người anh có vẻ thư sinh, trải chuốt, có chiếc đàn violon và đàn rất hay. Những đêm trăng sáng, các anh ở đại đội đặc công, văn phòng một tiểu đoàn, chống xuồng ra chàng trống, kè xuồng lại, đàn ca rất vui vẻ. Có đêm các anh còn mua được cả rượu mang ra uống, và tôi là người phục vụ nước trà cùng nướng cá cho các anh nhậu và tham gia ca hát. Giữa tháng 11 năm 1969, tiểu đoàn được lệnh rời khỏi căn cứ B2, hành quân về căn cứ B3, Tây Sông Hậu. Khi về đến căn cứ B3, thì tôi cũng tạm biệt văn phòng 2 tiểu đoàn, mang ba lô về trung đội cảnh vệ, bảo vệ chỉ huy cùng các cơ quan tỉnh đội, đóng tại Rồng Ông Sãi B3. Sở dĩ tôi chọn phân đội cảnh vệ với suy nghĩ để được trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu, chứ còn ở văn phòng tỉnh đội thì nhiệm vụ cũ tái diễn tôi không thích nữa. Lớp học phổ cập văn hóa có khoảng 10 người, đa số là bọn nhỏ chúng tôi. Cô giáo là chị Xéo Lén, người Hoa, theo kháng chiến. Trước, chị ở Campuchia, không biết chị học chữ Việt ở đâu và từ lúc nào. Lớp học buổi sáng từ 8 đến 10 giờ, chủ yếu là viết chính tả, tập đọc và làm toán cộng trừ 1 đến 2 chữ số, hàng đơn vị và hàng chục. Nhưng lớp chỉ học được hơn 1 tháng thì phải nghỉ. Vì lúc này địch chủ động đánh phá khắp nơi, buộc ta phải phân tán lực lượng đối phó. Đồng thời ta cũng chuẩn bị lực lượng cho các đợt tấn công địch vào mùa xuân năm 1970. Chương 4. Chính biến Campuchia 1970. Đảo chính ở Campuchia. Để thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, đế quốc Mỹ tiến hành mở rộng chiến tranh ra cả Đông Dương. Đây là bước leo thang mới của Mỹ nhằm bao vây, cô lập miền Nam, cắt đứt toàn bộ chi viện của miền Bắc cho miền Nam, tiến đến tiêu diệt chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam và lực lượng quân giải phóng miền Nam, từng bước triệt tiêu phong trào cách mạng miền Nam
bằng các chiến dịch Bình Định toàn diện rộng khắp. Ngày 18 tháng 3 năm 1970, Mỹ tổ chức đảo chính quân sự lật đổ vua Sihanouk theo đường lối trung lập, thay bằng chính quyền quân sự theo Mỹ. Đứng đầu cuộc đảo chính là Lon Nol, một tên tướng thuộc lực lượng quân đội Hoàng gia Campuchia. Ở Lào, Mỹ hỗ trợ bọn cực hữu Lào khống chế chính phủ pha thét Lào và lập nên chính quyền theo Mỹ. Ở Campuchia, sau khi nắm chính quyền, Lon Nol tiến hành ngay chiến dịch xua đuổi và bài xích Việt Lào. Hàng ngàn gia đình bị bắt bớ, đánh đập và cướp bóc, hàng trăm người bị giết hại dã man và gần 200.000 người phải rời bỏ Campuchia, chạy về miền Nam Việt Nam lánh nạn. Hàng ngàn thanh niên Việt Kiều chạy về miền Nam bị quân đội Sài Gòn bắt đi lính, đưa sang Campuchia, chi viện cho chính quyền Lon Nol đối phó với lực lượng cách mạng Đông Dương. Trong hàng ngũ của các sư đoàn 9721, Thủy quân lục chiến, biệt động quân, có rất nhiều thanh niên Việt Kiều và cuộc tàn sát trả thù người dân Campuchia lại diễn ra những nơi mà quân đội ngụy Sài Gòn đến cướp bóc, hãm hiếp, đánh đập, bắt giết. Cùng lúc với chiến dịch bài xích Việt Kiều là chiến dịch chặt đốt phá các căn cứ kháng chiến của ta. B1, B2, B3 bị tàn phá nặng nhất là căn cứ B1, bị chặt đốt tan hoang. Bộ đội ta gom những cành cây dựng xung quanh lều và phủ cỏ lên để vừa ngụy trang vừa che nắng. Có điều rất nham hiểm là chính quyền Lon Nol ở huyện Co Hơ Thom bắt dân Việt Kiều lùa vào buộc chặt phá, đốt căn cứ B1, B3. Nhiều người có chồng, con, em đi bộ đội giải phóng rất đau đớn khi bị bọn lính đến đánh, bắt buộc phá rừng phải miễn cưỡng chặt. Bọn lính quay lưng đi là các cô các chị ngưng phá và đứng khóc. Trước âm mưu của địch, Trung ương Cục và Bộ Tư lệnh Miền hiệp đồng với lực lượng cách mạng Campuchia tấn công chính quyền phản động Lon Nol và lực lượng vũ trang của chúng. Mục tiêu là mở rộng vùng giải phóng cho bạn để từng bước đưa cách mạng Campuchia giành thắng lợi, đồng thời tạo điều kiện cho thế trận cách mạng miền Nam tiến lên một bước vững chắc. Thực hiện chủ trương trên, lực lượng vũ trang An Giang tổ chức thành hai hướng tấn công. Hướng thứ nhất, theo trục sông Hậu, bờ Tây và bờ Đông, phát triển về thủ đô Phnom Penh, đánh chiếm huyện Sang, cách thị xã Tak Mau, trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Can Đan, khoảng 20 km thì dừng lại, lập tuyến phòng ngự tại đó. Hướng thứ hai, theo sông Thạnh Hòa, nối liền sông Châu Đốc, đoạn Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tấn công đánh chiếm quận lỵ Angkor Brai, phát triển lên chiếm Prey Lovia, huyện Krai Kambak, cắt đứt lộ 2, lộ 3, bao vây và tấn công đánh chiếm thị xã Tà Keo, tỉnh Tà Keo. Sau đó phát triển giải phóng tiếp huyện Cham Can, núi Tượng Lăng và huyện Kirivong của tỉnh Tà Keo, giáp với biên giới Việt Nam ở hai huyện Chi Tôn, Tịnh Biên, vùng Bảy Núi. Như vậy, An Giang đã mở được tuyến hành lang thứ hai sâu trên đất Campuchia từ sông Tiền, huyện Lêu Rích, qua sông Hậu, huyện Kon Thom và sang tỉnh Can Đan, sang qua huyện Prai Can Bát, vượt lộ 2, lộ 3 vào núi Tượng Lăng, huyện Cham Can, xuống Kirivong, tỉnh Tà Keo, về vùng Bảy Núi, An Giang. Nhưng đế quốc Mỹ và tay sai ở Sài Gòn, Thiệu Kỳ và Phnom Penh, Lon Nol phản ứng quyết liệt. Trên đất Campuchia, chúng mở hai chiến dịch lớn mang tên cuộc hành quân Chen La 1 và Chen La 2, đánh vào hai hướng là Đông Bắc Campuchia và Tây Nam Campuchia, với mục đích tiêu diệt lực lượng quân giải phóng miền Nam và lực lượng cách mạng Campuchia chưa vững mạnh, đồng thời cứu nguy cho chế độ chính quyền Lon Nol và triệt phá các căn cứ bàn đạp cùng nguồn cung cấp mọi mặt của cách mạng miền Nam nói riêng và Đông Dương nói chung. Tiếp theo hai chiến dịch ở Campuchia, Mỹ, ngụy Sài Gòn cùng bọn phản động ở Lào
mở cuộc hành quân Lam Sơn 719, phía ta gọi là Chiến dịch Đường 9 Nam Lào năm 1971. Tại đây, tôi muốn lưu ý về một giai đoạn lịch sử của vùng đất Tây Nam Bộ và đế quốc Khmer ở những thế kỷ trước, với việc đặt tên cho hai chiến dịch ở Campuchia mà Mỹ Ngụy Sài Gòn và Ngụy Lon Non tiến hành vào năm 1970, đó là cuộc hành quân Chen La I và Chen La II, mà lúc đó chúng tôi còn gọi là hai cuộc càn Cửu Long I, Cửu Long II. Sau khi quân ta đánh chiếm hai tỉnh Kandan và Tà Keo, cuối tháng 4 năm 1970, tôi được điều động sang tăng cường cho Đại đội An ninh Vũ trang vừa mới thành lập. Cùng sang Đại đội An ninh Vũ trang còn có anh Hai Hùng Nẻo và anh Thành Nhọn. Anh Hai Hùng Nẻo làm đại đội trưởng. Trước khi về Đại đội An ninh Vũ trang, anh làm phân đội trưởng cảnh vệ của tỉnh đội và là thủ trưởng trực tiếp của tôi. Khi nhận quyết định sang làm đội trưởng an ninh vũ trang, anh đã xin cho tôi theo cùng với anh làm liên lạc đại đội. Quê anh ở xã Ba Trúc, huyện Chi Tôn, mà dân Ba Trúc lúc bấy giờ theo đạo hiếu nghĩa nên gọi con đường là con Nẻo, tránh tên ông vua Đường. Anh có thêm tên ghép là Nẻo, Hùng Nẻo. Sau năm 1975, anh về lại huyện Chi Tôn công tác. Khi nghỉ hưu, sống ở Ba Trúc và mất tại đây. Anh Thành Nhọn làm chính trị viên đại đội an ninh vũ trang. Trước đó anh ở tiểu đoàn 512. Về đại đội an ninh vũ trang còn có chị Điệp là y tá, gọi là Điệp Lan. Về sau là vợ anh Bảy Thành Nhọn. Sở dĩ đại đội an ninh vũ trang được tăng cường hai đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh đội là vì mới được thành lập. Mặt khác, do ta mở rộng chiến trường sang Campuchia nên sẽ có rất nhiều tình huống chiến đấu xảy ra, cần các đồng chí chỉ huy lãnh đạo từng trải, có kinh nghiệm trong chiến đấu. Cấp phó là anh Thương, chính trị viên phó, và chú Chín Tiểu giữ chức đại đội phó. Chú hy sinh năm 1973 và được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hai đồng chí này gốc từ lực lượng an ninh vũ trang. Lúc bấy giờ, nhiệm vụ chủ yếu của đại đội là bảo vệ và phục vụ cho tỉnh ủy cùng các cơ quan tỉnh ủy. Khi thành lập, đại đội ở Rồng Thành, thị trấn Lò Gò, huyện Angkor Bờ Rây, tỉnh Tà Keo. Thời gian này là thời điểm địch mở chiến dịch Chen La. Mục tiêu chủ yếu của địch là tiêu diệt các cơ quan lãnh đạo chỉ huy chủ chốt của ta. Tỉnh ủy cùng các cơ quan tỉnh ủy phải di chuyển liên tục để tránh thiệt hại. Đại đội an ninh vũ trang rất vất vả, có khi vừa đến vị trí mới bố trí đội hình bảo vệ đào công sự xong là di chuyển đi nơi khác, mà chủ yếu là di chuyển vào ban đêm. Về phía địch, trên bộ hầu như nơi nào cũng có, dưới sông tàu chiến liên tục cơ động, trên không máy bay quần thảo suốt ngày đêm. Ở tỉnh Kandan và Tà Keo, địch tấn công trên hai hướng, hướng Kandan từ huyện Tân Châu, An Phú, theo sông Hậu, sông Tiền đánh lên. Hướng này do lực lượng thủy quân lục chiến Ngụy Sài Gòn cùng tàu chiến làm nòng cốt, kết hợp đổ bộ đường không chiến thuật. Ở thị xã Ta Khờ Mau, tỉnh Kandan, bọn Ngụy Lon Non theo sông Hậu đánh xuống để hợp vây tiêu diệt quân ta, và trận đánh đẫm máu giữa tiểu đoàn 512 với thủy quân lục chiến địch xảy ra ở đoạn Tâm Bê Tam Bản, phía trên thị trấn Co Ho Thom, huyện Co Ho Thom, mà lịch sử tiểu đoàn 512 và lực lượng vũ trang tỉnh đã viết. Ta bị thiệt hại nhiều do địch tập trung cả hải lục không quân đánh cùng một lúc. Trên hai bờ sông Hậu, địa hình trống trải với không gian hẹp, thời gian địch tấn công dài ngày, ưu thế binh lực gấp ta trăm lần. Hai bên bờ sông Hậu, thủy quân lục chiến địch đột phá. Dưới sông Hậu, tàu chiến địch tấn công và sẵn sàng đổ bộ đường sông. Trên không, địch dùng máy bay trực thăng đổ bộ đường không vào hai bên sườn quân ta phòng ngự, mà chủ yếu là theo bờ sông, chia cắt trận địa phòng ngự của ta. Sau nhiều ngày chiến đấu không cân sức,
quân ta rút ra khỏi khu vực tác chiến. Trên hướng Tà Keo, địch tấn công theo trục lộ 2 và lộ 3 của Campuchia, từ biên giới huyện Tịnh Biên Chi Tôn qua đến Hà Tiên, đánh chiếm tỉnh Campot. Địch tổ chức hướng Vu Hồi, chia cắt giữa tỉnh Can Đan và Tà Keo, theo trục sông Châu Đốc, theo sông Thạnh Hòa, đánh chiếm thị trấn Lò Gò, huyện Angkor Brae. Và chính hướng Vu Hồi này gây nguy hiểm nhất cho cơ quan lãnh đạo tỉnh An Giang, lúc bấy giờ đang ở vùng núi Bà Tiệp, Vòng Thành, theo bờ sông Thạnh Hòa. Hướng Vu Hồi này, địch vận dụng chiến thuật tấn công đường sông kết hợp đổ bộ đường không chiến thuật bằng trực thăng. Thế là cơ quan lãnh đạo An Giang nằm giữa vòng vây địch. Tôi còn nhớ, sau khi cơ quan tỉnh ủy, trong đó có đại đội an ninh vũ trang, di chuyển đến Lung Lịch là một vùng trũng nằm giữa sông Thạch Hòa và sông Hậu, thì địch đã đánh chiếm thị trấn Lò Gò, huyện Angkor Brae và sông Hậu, đoạn Co Hơ Thom, huyện Co Hơ Thom. Nằm dưới công sự mới đào không có nắp, không có gỗ đắp nắp công sự, nhìn từng tốp máy bay trực thăng vũ trang hạ thấp độ cao, phóng pháo, bắn đại liên, ném lựu đạn xung quanh bãi đổ bộ của địch. Những tên phi công đầu nghiêng ngó quan sát, còn những tên bắn đại liên thì lúc dê súng sang trái, phải, kéo những tràng đạn dài. Mấy tên ném lựu đạn thì liên tục ném những quả lựu đạn M26 ra láng, M67 cá nóc và MK3 loại phá công sự. Tôi nói với anh Cường, xạ thủ khẩu trung liên đĩa, chắc mình phải bắn nó. Nó bắn và ném chút nữa sẽ lọt xuống hầm mình và hầm anh em trong đơn vị. Không được bắn khi chưa có lệnh, anh Cường nói giọng khàn đặc. Không bắn hạ nó sẽ bắn mình chết, trước sau cũng chết. Diệt được địch mà mình chết thì tốt hơn. Liều mạng với nó đi anh. Tôi vừa quả quyết vừa khẩn thiết với anh Cường. Mình chết cùng nó được rồi, nhưng sẽ lộ cơ quan lãnh đạo là mình có tội. Chết mà vẫn mắc tội. Anh Cường giải thích và kiên quyết. Tôi bắt đầu hình dung ra cảnh địch sẽ dùng hỏa lực trà sát khu vực này, sau đó đổ quân xuống, cơ quan lãnh đạo sẽ bị tiêu diệt hoặc bị địch bắt sống. Thế là tôi đành chấp nhận sự may rủi của chiến tranh. Rất may là suốt một buổi sáng, địch đánh phá dọn bãi vậy mà đại đội an ninh vũ trang chỉ bị thương hai đồng chí. Khi địch đổ quân xuống mặt đất, chúng lại phát triển ra hướng bờ tây sông Hậu. Cơ quan tỉnh ủy vẫn bí mật ém quân tại đó an toàn. Khi đêm xuống mới di chuyển đi nơi khác. Sau chiến dịch chen la của địch, tôi báo với anh Hai Hùng Nẻo, đại đội trưởng, là tôi không thể ở lực lượng vũ trang nữa mà sẽ về lại tiểu đoàn 512 tỉnh đội để chiến đấu. Sau nhiều lần khuyên tôi không được, các anh cho tôi về tiểu đoàn liên đại vì tiểu đoàn 512 đã về vùng bảy núi để đánh địch trong nội địa. Đây là tiểu đoàn địa bàn làm nhiệm vụ giúp bản xây dựng lực lượng vũ trang. Có ba đại đội đứng chân ở ba huyện là huyện Angkor Brae, tỉnh Tà Keo, huyện Co Hơ Thom và huyện Sa Ang thuộc tỉnh Can Đan. Tôi được đưa về đại đội ở huyện Angkor Brae, đóng tại thị trấn Lò Gò. Đại đội trưởng là anh 5D, trước kia công tác ở đại đội 4 tiểu đoàn 512. Tôi có quen với anh từ trước. Cũng tại đây, lần đầu tiên sau 4 năm, tôi mới gặp lại anh Lê Máy. Rất tình cờ, một hôm trên đường ra chợ Lò Gò mua nhu yếu phẩm thì gặp anh cũng đi chợ. Hai anh em ôm nhau khóc. Hai anh em vào quán, vừa ăn hủ tiếu vừa nói chuyện. Khoảng một tiếng sau thì chia tay nhau. Anh phải về đơn vị nhà in thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Khoảng cuối tháng 10 năm 1970, tôi được đưa về làm liên lạc tiểu đoàn liên đại. Ban chỉ huy tiểu đoàn cùng tiểu đoàn bộ đóng ở bờ đông sông Hậu, trong một xóm Việt Kiều theo đạo Thiên Chúa, ở đoạn Tầm B thuộc huyện Sở An. Chỉ huy tiểu đoàn gồm chú Tư Thương tiểu đoàn trưởng, chú Ba Cao chính trị viên, chú Tám Lập tiểu đoàn trưởng,
tiểu đoàn phó kiêm tham mưu trưởng. Chú Năm Lý, tiểu đoàn phó. Tổ liên lạc tiểu đoàn có 3 người. Anh Nguyễn Văn Khởi, sinh năm 1953. Anh Thuận, sinh năm 1955. Và tôi. Anh Thuận hy sinh năm 1972 ở thị trấn Lò Gò, huyện Angkor Brai. Sau khi tên 6 huynh sinh và tên 2 trơn đầu hàng địch dẫn quân ngụy Sài Gòn bất ngờ tấn công vào thị trấn Lò Gò. Nhiệm vụ của tiểu đoàn liên đại là khẩn trương tích cực tuyển mộ thanh niên Campuchia, huấn luyện và chậm nhất là cuối năm 1970 phải bàn giao lực lượng vũ trang này lại cho bạn để ta tập trung lực lượng về miền Nam. Đảng ủy tiểu đoàn quán triệt như thế và chỉ để lại đoàn chuyên gia giúp bạn. Tết Nguyên đán năm 1970, tiểu đoàn ăn Tết cùng bà con Việt Kiều ở xóm Tầm B, nơi đơn vị đóng quân. Sau khi vừa bàn giao lực lượng vũ trang cho bạn xong, lâu lắm rồi, kể từ cái Tết Nguyên đán năm 1965-1966 ở Bretcheray, tôi mới được ăn Tết cùng với nhân dân. Đêm ngồi canh nồi bánh tét cùng các cô ở xóm mà lòng tôi thổn thức, lại nhớ đến bà nội, các anh chị, nhớ những địa điểm làng quê mà khoảng đời thơ ấu bi thương của tôi đã qua. Giờ đây gia đình đã ly tán hết, mỗi người đi một nơi và không biết ngày nào mới sum họp. Một cái Tết vừa vui vừa tủi đan xen trong lòng tôi lúc bấy giờ. Qua Tết, khoảng trung tuần tháng 2 năm 1971, sau khi giao các đại đội cho bạn, khung tiểu đoàn liên đại hành quân qua sông Hậu sang bờ Tây, đi về hướng Tà Keo, theo đường núi Chi Sô, Phum Dì Năm của huyện Prai Can Bát. Vượt quốc lộ 2, đường xe lửa, quốc lộ 3, đoạn huyện Sầm Rông, bắc thị xã Tà Keo khoảng 15 km, đến chợ An Ca, huyện Trạng Cóc, cách nam núi Tượng Lăng khoảng 3 km, thì dừng lại và nhập với tiểu đoàn 512 đang tạm trú ở đó. Nhờ làm liên lạc cho tiểu đoàn và trực tiếp cho chú Tám Lập, nên trên đường hành quân tôi thường đi xe đạp cùng chú, chỉ ban đêm mới đi bộ. Có một đêm vượt qua lộ 2, lộ xe lửa, lộ 3, còn lại thì hành quân ban ngày. Chú Tám Lập thương tôi và sau đó biết hoàn cảnh của tôi, lại cùng họ Lê, chú nhận tôi làm con nuôi. Lúc đầu tôi không chịu vì tôi nói đã có ba rồi, nhưng các chú trong ban chỉ huy tiểu đoàn giải thích, tuy là tôi có ba mẹ nhưng hoàn cảnh chiến tranh, gia đình ly tán nên cần phải có cha mẹ nuôi để dạy bảo trong khi còn bé. Thế là tôi đồng ý làm con nuôi của chú Tám Lập. Sau khi tiểu đoàn 512 được kiện toàn thì nhanh chóng hành quân về vùng Bảy Núi chiến đấu. Những đứa trẻ như tôi được động viên ở lại để vào trường bổ túc công nông của tỉnh, sẽ mở, học văn hóa. Thế là không được đi chiến đấu. Mấy ngày năn nỉ vẫn không được chấp thuận vì đây là chỉ đạo của tỉnh ủy. Tôi đành phải một lần nữa từ giã tiểu đoàn 512 để đi học văn hóa vào cuối tháng 2 năm 1971. Vị trí trường thiếu sinh quân, bổ túc công nông được xác định nằm phía đông núi Tượng Lăng ở đoạn giữa. Núi Tượng Lăng, Campuchia gọi là Phnom Dom Rey Momi, chạy từ bắc xuống nam dài khoảng 20 km và rộng khoảng 10 km. Nằm giữa hai tỉnh Kampot và Tà Keo, Campuchia. Ranh giới hai tỉnh nằm chính giữa núi, dọc từ bắc xuống nam. Sườn đông núi thuộc huyện Chamkak, tỉnh Tà Keo, sườn tây núi thuộc huyện Chờ Húc, tỉnh Kampot. Giáp dãy núi lớn, đầu bắc núi giáp huyện Kong Pisei, tỉnh Kong Pong Supu. Đầu nam núi giáp huyện Ban Tia Miat, tỉnh Kampot, và có quốc lộ 3 chạy từ thủ đô Phnom Penh qua đầu nam núi Tượng Lăng về thị xã Kampot xuống đến biên giới Việt Nam ở cửa khẩu Xà Xí, Hà Tiên.
độ cao nhất của núi Tượng Lăng là điểm cao 438 so với mặt biển. Núi Tượng Lăng tạo bởi hai dãy điểm cao ở đông và tây, chạy từ bắc xuống nam. Còn ở chính giữa là khu lòng chảo, và người ta đắp con đập chặn ngang hai dãy núi ở phía nam, gọi là con đập Palik, bông súng, để tạo thành hồ lớn chứa nước sử dụng vào mùa khô. Chân núi phía nam cặp lộ 3 có trường đại học Campuchia thời vua Sihanouk. Sau khi Lon Non đảo chính, trường bị bỏ hoang. Sở dĩ tôi nói hơi kỹ về núi Tượng Lăng là vì địa danh này có rất nhiều đồng chí đã từng ở đây hoặc là khi tham gia làm nghĩa vụ quốc tế giúp Campuchia. Tôi đã nhiều năm chiến đấu ở vùng này cùng những trận đánh ác liệt diễn ra tại đây, nên nói trước để bạn đọc hình dung ra. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trên chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.